Xin chào anh chị, video lúc này kênh Tử Gia Phát xin chia sẻ với anh chị cái cách sử dụng của cái kênh điện tử Cash ADH này. Sau khi anh chị nhận được cái kênh này từ kênh điện tử Gia Phát, anh chị khui cân ra khỏi thùng và đặt lên một cái mặt phẳng ổn định và thăng bằng như thế này. Chúng ta có thể tham khảo cái vị trí giọt nước này để chúng ta cân chỉnh bốn cái chân đế của cân làm sao giúp cho cân thăng bằng nhất có thể, không có bị chông chênh. Rồi sau đó thì chúng ta bật cái công tắc phía bên hông này bật lên và chờ cân khởi động. Ở đây thì khi mà cân khởi động xong thì cân sẽ hiển thị là 0 hoặc là 0.0 tùy theo cái mức cân mà anh chị đang có. Ví dụ ở đây là 3 kg thì cân nó hiển thị là 0.0 và lúc đó cân đã sẵn sàng cho mình cân rồi. Ví dụ như mình cân cái adapter của cái cân này nặng là 134.8 g, vậy là chúng ta có được con số rồi, chúng ta lấy xuống mà thôi. Rồi còn nếu như mà chúng ta muốn trừ bì, ví dụ ở đây chúng ta có một cái bao bì, một cái khay, một cái mâm, một cái gì đó rồi sau đó mà chúng ta mới cân cái này, thì chúng ta trừ bì bằng cách là chúng ta bấm vào phím tare, cân sẽ tự động trở về 0.0 và chúng ta bỏ cái vật mà chúng ta cần cân lên và nó là 134, 137. Tại vì ở đây môi trường rất là gió, rất là nhiều cho nên là cân hiển thị như thế. Cho nên khi cái cân này với độ chính xác là 0.1 g, cho nên anh chị sẽ cần một cái điều kiện tuyệt đối hơn, cái điều kiện mà đang quay video clip này như thế này, tại ở đây quạt gió nhiều. Rồi sau khi chúng ta lấy cái khay này xuống, cái mâm xuống, nó sẽ âm đúng trọng lượng vừa rồi, thì chúng ta lại bấm tare tiếp tục để cân nó trở về 0.0. Như vậy trong một số điều kiện nào đó mà anh chị đang cân mà cân chưa hiển thị 0.0 thì anh chị có thể bấm phím tare hoặc là phím zero để cân nó hiển thị về 0.0 đến anh chị cân mà thôi, rất đơn giản như vậy. Còn những cái chức năng khác, những cái ý nghĩa của từng phím này thì hẹn anh chị ở một video clip kế tiếp. Còn video này anh là hướng dẫn cho anh chị cách sử dụng cơ bản nhất, mua về cái cân này để chỉ để cân trọng lượng mà thôi, thì video clip này thì hướng dẫn anh chị đã cơ bản rồi, đã đủ rồi. Ví dụ như là chúng ta lấy cân ra đặt lên cái thăng bằng, rồi sau đó chúng ta bật công tắc lên và chờ cân khởi động, đến khi nào cân hiển thị 0.0 là chúng ta cân được bình thường. Rồi còn việc sạc pin thì adapter đã có sẵn trong trong cái thùng cân và giao đi cho anh chị rồi. Anh chị khi nào mà cân hết pin thì anh chị cứ việc lấy cục adapter ra, cắm ổ điện nguồn, cắm cái dắt vào cái vị trí bên dưới cân ở vị trí này và cắm vào ổ điện mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Thời gian sạc của cân này từ 4 đến 6 tiếng là đầy pin, tùy theo cái dung lượng pin còn lại trong cái pin của cái cân của anh chị. Rồi nếu như mà trong quá trình sử dụng á mà anh chị gặp khó khăn gì thì anh chị có thể gọi nhanh đến số hotline hiển thị trong màn hình hoặc là gọi nhanh đến cái số điện thoại hotline ở đây. Trên mỗi cái cân của công ty Gia Phát phân phối đều có số hotline, đều có thông tin của kênh điện tử Gia Phát ở trên này, cho nên bất cứ lúc nào anh chị cần thì Gia Phát cũng có thể nghe điện thoại của anh và hỗ trợ nhanh nhất có thể. Rồi xin cảm ơn ạ.